Xin chào tất cả các em. Tiết trước chúng ta đã học về lý thuyết, bài đầu tiên về lý thuyết của di truyền phân ly của Mendel. Trong tiết ngày hôm nay chúng ta sẽ tìm hiểu về các dạng toán thường gặp trong di truyền phân ly của Mendel ở các đề thi đại học. Trước khi tìm hiểu về các dạng toán thường gặp trong phần di truyền Mendel ở quy luật phân ly, chúng ta cùng khái quát lại nội dung của quy luật phân ly mà tiết trước chúng ta đã học. Hôm trước chúng ta đã học về nội dung của quy luật phân ly cũng như cơ sở tế bào học và các ứng dụng của quy luật phân ly. Hôm nay thầy sẽ khái quát lại nội dung của toàn bộ lý thuyết hôm trước về nội dung quy luật phân ly trong một sơ đồ line tóm tắt như sau. Hôm trước chúng ta đã học đó là khi P thuần chủng phép line về một cặp tính trạng giữa cơ thể động hạt vàng line với động hạt xanh. Chúng ta thấy lại là F1 sẽ thu được kết quả đó là 100% hạt vàng. Và khi cho các cây F1 tự thụ phấn thì F2 sẽ thu được tỷ lệ phân ly kiểu hình sẽ là 3/4 hạt vàng, 1/4 hạt xanh. Và bằng lý thuyết cũng như kiến thức các em đã xác định được rằng là tính trạng hạt vàng là tính trạng trội so với cả tính trạng hạt xanh. Và khi P thuần chủng các em đã xác định được kiểu gen đó là, nếu viết theo kiểu gen P đó là A lớn lai với A nhỏ thì kiểu gen của F1 thu được sẽ là 100% cơ thể dị vật tử A lớn A nhỏ. Nhưng allele trội át hoàn toàn allele lặn, do đó biểu hiện kiểu hình là hạt vàng ở đời F1. Và đời F2 tỷ lệ phân ly kiểu gen theo tỷ lệ đó là 1/4 A lớn, 1/2 A lớn A nhỏ, 1/4 A nhỏ. Nếu xét tỷ lệ phân ly kiểu gen theo chung của tỷ lệ kiểu hình thì ta sẽ có đó là 3/4 A lớn gạch mang cơ thể, mang tính trạng trội. Và 1/4 A nhỏ, đây là cơ thể mang tính trạng lặn. Một trong những tình huống đặt ra đó là trong các đề thi đại học, thường một số ngoại lệ của di truyền phân ly không thỏa mãn điều kiện nghiệm đúng thì lại được khai thác trong các đề thi đại học. Chúng ta thử xét xem, vậy thì trong những trường hợp mà bố mẹ đều dị hợp tử về hai cặp gen nhưng tỷ lệ phân ly kiểu gen và tỷ lệ phân ly kiểu hình nó không tuân theo quy luật này thì nó sẽ thu được kết quả như thế nào? Chúng ta vào phần đầu tiên, dạng đầu tiên của trong bài ngày hôm nay, đó là các trường hợp ngoại lệ của di truyền phân ly Mendel. Trường hợp đầu tiên, ngoại lệ đầu tiên trong di truyền phân ly không tuân theo điều kiện nghiệm đúng của quy luật phân ly đó là trường hợp trội không hoàn toàn. Trường hợp trội không hoàn toàn, chúng ta nhớ lại kiến thức đó là hiện tượng mà allele trội sẽ không át hoàn toàn allele lặn. Chính vì vậy mà ở trạng thái dị hợp tử, nếu như trội hoàn toàn đó là cơ thể dị hợp tử sẽ biểu hiện tính trạng trội, thì ở trường hợp trội không hoàn toàn, cơ thể dị hợp tử sẽ biểu hiện tính trạng trung gian. Chúng ta cùng xét ví dụ. A lớn quy định hoa đỏ, A nhỏ quy định hoa trắng. Tuy nhiên, do hiện tượng allele trội A lớn át không hoàn toàn allele lặn A nhỏ. Chính vì vậy, ở trạng thái dị hợp tử A lớn A nhỏ thì cơ thể này lại cho ra một kiểu hình mới, đó là tính trạng hoa hồng. Vì vậy, khi P hai cơ thể đều dị hợp tử A lớn A nhỏ lai với A lớn A nhỏ thì tỷ lệ phân ly kiểu gen ở đời con vẫn là 1/4 A lớn 1/2 A lớn A nhỏ, 1/4 A nhỏ A nhỏ. Tuy nhiên, tỷ lệ kiểu hình lúc này nó lại là
một phần tư đỏ, thầy viết tắt giản nước phân số đi, còn là một đỏ, hai hồng và một trắng. Như vậy tỷ lệ không phải thu được là 3:1 nữa, mà số loại kiểu hình tăng lên và tỷ lệ lại là 1:2:1. Đấy là trường hợp thứ nhất, trường hợp hiện tượng trội không hoàn toàn. Trường hợp thứ hai, trường hợp thứ hai là trường hợp mà tính trạng đó do nhiều hơn 2 allen quy định, người ta gọi đấy là hiện tượng di truyền gen đa allen. Trường hợp 2, hiện tượng di truyền gen đa allen. Trong hiện tượng di truyền gen đa allen có hai trường hợp. Trường hợp thứ nhất đó là đa allen nhưng trội lặn hoàn toàn. Và trường hợp thứ hai đó là gen đa allen nhưng di truyền đồng trội. Trường hợp gen đa allen trội lặn hoàn toàn, chúng ta nhớ lại đó là ví dụ gen A lớn 1 trội hơn so với gen A lớn 2, trội hơn so với cả gen A nhỏ. Như vậy là tính trạng này nó sẽ có 3 allen gen trội lặn theo thứ tự hoàn toàn với nhau. Nhưng ở trường hợp di truyền đồng trội, chúng ta nhớ lại kiến thức đó là phần di truyền nhóm máu, tính trạng nhóm máu ở người, nhóm máu hệ nhóm máu ABO. Chúng ta nhớ lại là allen IA có vai trò đồng trội so với cả allen IB, không át nhau. Và hai allen này trội hơn so với cả allen IO. Bây giờ chúng ta cùng xác định xem, vậy thì ở hai trường hợp này khi phân ly tính trạng bố mẹ đều dị hợp tử thì tỷ lệ kiểu hình thu được sẽ là như thế nào? Chúng ta vào ví dụ đầu tiên của trường hợp này. Ví dụ về di truyền nhóm máu. ABO ở người. Khi hai cơ thể bố mẹ đều dị hợp tử, đó là một người nhóm máu A có kiểu gen là IAIO, một người nhóm máu B có kiểu gen là IBIO, thì lúc này ở đời con theo lý thuyết tỷ lệ kiểu gen phân ly sẽ là 1 IAIO 1 IBIO 1 IAIB và 1 IOIO. Như vậy chúng ta thấy ngay là tỷ lệ kiểu gen phân ly trong trường hợp di truyền đồng trội gen đa allen đó là tỷ lệ kiểu gen là 1111 và ứng với nó trong trường hợp này là tỷ lệ kiểu hình cũng là 1111. Bây giờ chúng ta sang ví dụ thứ hai, đó là hiện tượng gen đa allen nhưng mà trội lặn hoàn toàn. Ví dụ ở màu lông thú, A lớn 1 quy định lông đen trội hoàn toàn so với cả A lớn 2 quy định lông xám trội hoàn toàn so với A nhỏ quy định lông trắng. Bây giờ hai cơ thể bố mẹ vẫn là dị hợp tử. Thầy lấy ví dụ đó là A1, A nhỏ và A2, A nhỏ. Như vậy kiểu hình sẽ là một cơ thể sẽ là có kiểu hình lông đen và một cơ thể sẽ có kiểu hình là lông xám. Vậy thì bây giờ chúng ta xem vậy thì phân ly tỷ lệ kiểu gen cũng vẫn là 1 A1 A2 1 A1 A nhỏ 1 A2 A nhỏ 1 A nhỏ A nhỏ. Hai trường hợp này đều có tỷ lệ phân ly kiểu gen giống nhau là 1111. Tuy nhiên ở trường hợp này thì tỷ lệ kiểu hình thu được ở trong trường hợp ví dụ màu lông thú này lại là hai lông đen, một lông xám, một lông trắng. Vậy bây giờ ở trường hợp thứ hai, hiện tượng di truyền đa allen trội lặn hoàn toàn, kiểu hình thu được giống với cả trường hợp lúc nãy chúng ta vừa học, đó là hiện tượng trội không hoàn toàn cũng thu được tỷ lệ 1:2:1. Vậy khi làm trong các bài thi, các câu hỏi thi, các em gặp hiện tượng mà tính trạng xuất hiện nhiều hơn hai loại kiểu hình thì có thể sẽ là một trong hai trường hợp, hoặc là trội không hoàn toàn, hoặc là trường hợp của di truyền
gen đa allelen theo hiện tượng trội hoàn toàn. Vậy đặc điểm phân biệt khác nhau ở trường hợp này như nào? Chúng ta nhớ lại lúc trước, đó là hiện tượng trội không hoàn toàn là kiểu hình của hai cơ thể bố mẹ dị hợp tử phải giống nhau, và kiểu hình tỷ lệ 1:21 thì cái kiểu hình 2 đó phải giống với bố mẹ. Còn ở trường hợp màu lông thú như trường hợp này là đa allelen trội đoạn hoàn toàn thì kiểu hình của bố mẹ là khác nhau, và tỷ lệ kiểu hình ở đời con là cái kiểu hình 2 này thường phải là mang của tính trạng trội. Đấy là trường hợp thứ hai. Bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục sang trường hợp ngoại lệ thứ ba của di truyền Menen. Tiếp theo chúng ta vào trường hợp thứ ba, trường hợp ngoại lệ trong di truyền phân ly của Menen. Trường hợp thứ ba là trường hợp gen gây chết. Ở trường hợp gen gây chết là trường hợp mà một số tổ hợp gen sẽ gây chết cho sinh vật ở trạng thái là làm cho trứng không nở hoặc cá thể đó sẽ bị chết. Do đó tỷ lệ kiểu gen và tỷ lệ kiểu hình thực tế thu được nó sẽ không giống với cả kết quả của di truyền phân ly theo dạng mà đầu bài chúng ta vừa học. Bây giờ chúng ta cùng xét một ví dụ sau đây. Ví dụ ở cá, gen A lớn quy định cá có vảy, A nhỏ quy định cá không vảy. Tuy nhiên, kiểu gen A lớn làm cho trứng không nở. Vì vậy, khi kiểu trong một phép lai, hai cơ thể bố mẹ dị hợp tử A lớn A nhỏ, thì tỷ lệ kiểu gen thu được ở lý thuyết tuy nhiên thực tế kiểu gen này không có, bởi vì là nó trứng không nở và kiểu gen này thường là gây chết. Vì vậy tỷ lệ kiểu gen thực tế thu được chỉ là 2 A lớn A nhỏ và 1 A nhỏ A nhỏ. Do đó tỷ lệ kiểu hình thu được sẽ là 2 cá có vảy và 1 cá không vảy. Như vậy chúng ta thấy ngay là nếu như tổ hợp thấy bất thường ở chỗ khi các em gặp bài toán mà tỷ lệ của nó là những tỷ lệ đặc biệt thì các em thường phải liên tưởng đến những hiện tượng, ví dụ một hiện tượng trong di truyền phân ly đó là hiện tượng gen gây chết. Vậy có hai dấu hiệu để nhận biết đó là những dấu hiệu nào? Chúng ta nhớ lại cho thầy hai ví dụ, hai dấu hiệu sau đây. Nếu P dị hợp lai với dị hợp mà kiểu hình thu được có hai trường hợp. Trường hợp thứ nhất, tỷ lệ kiểu hình thu được là 2:1 thì các em suy ra ngay trường hợp này đó là gen gây chết ở tổ hợp đồng hợp trội A lớn. Nhưng nếu kiểu hình thu được đồng tính 100% một loại kiểu hình thì lúc này chúng ta thấy ngay tổ hợp kiểu gen theo lý thuyết là 1 A lớn, 2 A lớn A nhỏ và 1 A nhỏ A nhỏ. Vậy nếu kiểu hình thực tế thu được là 100%, vậy chứng tỏ tỷ lệ đó phải là do tổ hợp gen lặn A nhỏ sẽ gây chết. Lúc này ta sẽ phải suy ra quy luật đấy, đó là gen gây chết ở trạng thái đồng hợp lặn A nhỏ A nhỏ. Đây là ngoại lệ thứ 3 mà một số năm đề thi đại học cũng đã thường hỏi vào để bắt học sinh vận dụng. Trường hợp thứ tư ngoại lệ, chúng ta vào trường hợp ngoại lệ thứ tư cũng không tuân theo kết quả kiểu hình và kiểu gen thực tế mà giống như quy luật mà Menen đã thu được, đó là trường hợp gen ảnh hưởng của nhiễm thể giới tính. Chúng ta vào trường hợp 4, tính trạng chịu ảnh hưởng của giới tính. Thông thường một số tính trạng ở người cũng như ở sinh vật thì lại chịu ảnh hưởng của cặp nhiễm thể giới tính ở X, ở xin lỗi. Thông thường một số tính trạng ở người hoặc sinh vật thì lại bị chịu sự chi phối và chịu ảnh hưởng của cặp nhiễm thể giới tính. Vậy thì bây giờ chúng ta xét một ví dụ
đó là tính trạng hói đầu ở người kiểu gen H lớn sẽ quy định kiểu hình, đó là hói đầu. Tính trạng H nhỏ sẽ quy định không hói. Tuy nhiên, kiểu gen dị hợp tử H lớn, H nhỏ chịu sự chi phối của nhiễm sắc thể giới tính ở người. Do đó, ở kiểu gen dị hợp tử H lớn, H nhỏ thì ở nam giới sẽ hói đầu, nhưng ở nữ thì sẽ không hói. Vậy bây giờ cũng một tỷ lệ ở một cặp, đó là cả bố mẹ đều có kiểu gen là H lớn, H nhỏ. Vậy thì phân ly tỷ lệ kiểu gen ở đời con theo lý thuyết sẽ là 1 H lớn, H lớn, 2 H lớn, H nhỏ, 1 H nhỏ, H nhỏ. Nhưng tỷ lệ kiểu hình chúng ta bây giờ chúng ta xét, nếu xét riêng ở giới nam thì tỷ lệ hai kiểu gen này sẽ cho ra kiểu hình là hói đầu, còn kiểu này sẽ là bình thường không hói, thì nó sẽ là 3/4 hói và 1/4 không hói. Nhưng nếu xét tỷ lệ kiểu gen này mà chỉ xét riêng ở giới nữ thì tỷ lệ sẽ lại là chỉ có kiểu gen H lớn ở nữ biểu hiện ra kiểu hình là hói. Do đó tỷ lệ riêng của nữ thì tỷ lệ hói chỉ là 1/4 theo lý thuyết, và tỷ lệ không hói sẽ là 3/4. Nếu xét chung cho cả hai giới tính trên quy mô lớn theo lý thuyết, tính chung kiểu hình của hai giới, thì lúc này phép Lai này bố và mẹ đều dị hợp tử, tỷ lệ kiểu gen giống với của kết quả của phân ly của Menen, nhưng tỷ lệ kiểu hình thực tế thu được lại là 1 hói, 1 không hói. Theo tỷ lệ thầy gọi tắt, còn nếu tỷ lệ của nó là 1/2 và 1/2. Ở tính trạng này, một năm thi đại học cũng đã hỏi vào, đó là tính trạng có cừu. Một năm thi đại học đã hỏi vào, đó là tính trạng có sừng của con cừu. Thì các em có thể tham khảo trong nguồn học liệu về các dạng đặc biệt trong quy luật di truyền Menen mà đề thi đại học khai thác vào để các em có thể tư duy và mở rộng. Đấy là trường hợp thầy đã minh họa cho các bạn 4 trường hợp ngoại lệ điển hình của di truyền phân ly. Bây giờ chúng ta vào phần thứ 3, đó là vận dụng xác suất. Dạng thứ hai trong toán di truyền phân ly Menden thường gặp trong đề thi đại học, đó là vận dụng toán xác suất để tính tỷ lệ kiểu hình hoặc xác suất xuất hiện một loại kiểu hình ở trong một phép Lai cụ thể. Chúng ta vào phần thứ 3. Chúng ta sang dạng phần 3 của chuyên đề ngày hôm nay, đó là vận dụng toán xác suất vào trong việc tính tỷ lệ một kiểu hình hoặc xác suất xuất hiện một loại kiểu hình xác định trong một phép Lai mà bài toán yêu cầu chúng ta cần phải tính toán. Phần 3. Vận dụng xác suất. Trong tính tỷ lệ một loại kiểu hình. Thông thường ở quy luật di truyền phân ly của Menden, trong một số bài toán của các đề thi đại học thì các em sẽ gặp vào một trường hợp, đó là bài toán sẽ cho biết quy luật và kiểu hình cũng như kiểu gen của bố mẹ, và các em phải xác định được tính xác suất tỷ lệ xuất hiện một hoặc thường là một nhóm kiểu hình mà bài toán yêu cầu. Vậy để tính được một kiểu hình đó một cách chính xác thì chúng ta cần nhớ lại ba cái phép quy tắc mà sử dụng xác suất vào trong sinh học của phép Lai di truyền một cặp tính trạng của Menden. Ba quy tắc các em đã học ở trong toán học để vận dụng vào trong việc tính một loại kiểu hình ở di truyền một cặp tính trạng của phân ly của Menden, đó là thứ nhất, đó là phép cộng. Thứ hai, đó là sử dụng phép nhân. Và thứ ba, đó là sử dụng phép hoán vị. Bây giờ thầy sẽ nhắc lại cho các bạn kiến thức một chút về thế nào là phép cộng, sử dụng khi nào, sử dụng phép nhân khi nào và sử dụng phép hoán vị khi nào. Phép cộng được sử dụng trong trường hợp chỉ cần yêu cầu một trong số n sự kiện hoặc
một trong số N kiểu hình thỏa mãn là đã thỏa mãn đầu bài. Phép nhân được sử dụng khi nào? Các em sử dụng phép nhân trong trường hợp bài toán yêu cầu xuất hiện đồng thời cả N sự kiện hoặc xuất hiện cả đồng thời N loại kiểu hình. Chúng ta hiểu như sinh học như thế. Phép hoán vị sử dụng khi nào? Sử dụng phép hoán vị, chúng ta nhớ lại, phép hoán vị là phép thay đổi thứ tự xuất hiện của biến nhưng kết quả bài toán không thay đổi. Bây giờ để hiểu được khi nào sử dụng phép cộng, khi nào sử dụng phép nhân và khi nào sử dụng phép hoán vị, chúng ta vào bài tập 1 minh họa cho việc sử dụng các phép đó như sau. Bài tập 1, ở người gen A lớn quy định da bình thường, gen A nhỏ quy định da bạch tạng. Bố mẹ có kiểu gen dị hợp tử A lớn A nhỏ lai với A lớn A nhỏ. Theo lý thuyết hãy tính. Thầy đưa ra 5 trường hợp. Trường hợp 1, xác suất để sinh một con bị bệnh. Trường hợp 2, sinh một con trai bình thường. Trường hợp 3, sinh một con trai bình thường hoặc một con gái bị bệnh. Trường hợp 4, sinh 3 con, trong đó một bị bệnh và 2 bình thường. Và trường hợp cuối cùng, sinh 3 con, trong đó có ít nhất một bình thường. Bây giờ chúng ta cùng nghiên cứu và thử xem các yêu cầu của 5 phần A, B, C, D, E này sẽ vận dụng phép cộng, phép nhân và phép hoán vị vào tính xác suất kiểu hình như thế nào. Chúng ta nhớ lại đầu bài đã cho P kiểu gen dị hợp tử A lớn A nhỏ và A lớn A nhỏ. Vậy theo lý thuyết chúng ta nhớ lại đó là tỷ lệ phân ly kiểu gen ở đời con theo lý thuyết chắc chắn nó là 1 A lớn, 2 A lớn A nhỏ, 1 A nhỏ A nhỏ. Vậy ở trường hợp A, bài toán yêu cầu xác suất tỷ lệ sinh một con bị bệnh. Ở trường hợp này chúng ta nhìn thấy ngay, theo lý thuyết thì tỷ lệ sinh một con bị bệnh chiếm 1/4. Như vậy kết quả của phần A đơn giản, không có gì, kết quả là 1/4. Trường hợp 2, bài toán yêu cầu tính xác suất để sinh một con trai có kiểu hình là bình thường. Vậy chúng ta sẽ nhớ lại đó là ở bài này yêu cầu xác suất xuất hiện của giới tính phải là con trai. Mà đây là trường hợp chúng ta biết là gen quy định tính trạng, quy định da bình thường và da bạch tạng là gen trên nhiễm sắc thể thường. Vậy ở trường hợp này chúng ta phải tính hai khả năng. Khả năng thứ nhất đó là xác suất để sinh ra con bình thường. Thì theo lý thuyết ở trên chúng ta thấy ngay tỷ lệ bình thường sẽ là 3/4. Bên cạnh đó chúng ta phải tính thêm xác suất để đứa trẻ đó là con trai. Vậy theo di truyền giới tính thì xác suất để sinh con trai sẽ là 1/2. Bài toán yêu cầu phải thỏa mãn đồng thời vừa là con trai có kiểu hình bình thường, tức là phải xuất hiện cả đồng thời hai sự kiện này, chúng ta thấy ngay. Vậy phải sử dụng phép nhân. Và lúc này kết quả thỏa mãn sẽ là 3/4 nhân 1/2 bằng 3/8. Bây giờ đến phần C, sinh một con trai bình thường hoặc một con gái bị bệnh. Chúng ta nhớ lại ngay là ở phần B đã làm được là xác suất để sinh ra con trai bình thường thì sẽ là 3/8. Bây giờ tính nhanh các em thấy ngay xác suất sinh con gái bị bệnh cũng tương tự như thế. Bây giờ xác suất để sinh con gái bị bệnh, con gái bị bệnh thì chúng ta nhớ lại tỷ lệ để sinh con gái cũng là 1/2. Trong trường hợp bố mẹ dị hợp như này thì tỷ lệ sinh con bị bệnh theo lý thuyết sẽ là 1/4. Vậy kết quả bằng 1/8 để sinh đứa con gái bị bệnh. Tuy nhiên ở câu C, người ta yêu cầu xác suất để sinh một con trai bình thường hoặc một con gái bị bệnh, tức là chỉ cần một trong hai kiểu hình này là đã thỏa mãn. Như vậy chúng ta thấy ngay là sẽ sử dụng xác suất phép cộng. Như vậy kết quả cần tìm nó sẽ là 3/8 cộng 1/8, kết quả bằng 1/2. Các em nhớ lại trong các bài thi của môn sinh học, đặc điểm đặc trưng của đề thi đó là khi thay đổi chú ý câu yêu cầu, đáp số có thể khác. Thầy lấy ví dụ minh họa. Ở trong trường hợp câu C, thầy chỉ cần thay chữ hoặc bằng chữ và, thì câu hỏi bây giờ sẽ là xác suất để sinh một con trai bình thường và một con gái bị bệnh, thì lúc này lại phải sử dụng phép nhân chứ không phải phép cộng. Do đó các em cần chú ý những câu dẫn và câu yêu cầu trong bài toán. Bây giờ chúng ta sang phần C, phần D và phần E. Hai phần sẽ vận dụng cả phép hoán vị và quy tắc nhân, quy tắc cộng.
Trường hợp D đó là sinh 3 con, trong đó một bị bệnh và hai bình thường. Chúng ta cũng cần lưu ý rằng là ở trong sinh học theo quy ước thì các bài toán chúng ta là bài toán giả thuyết, do đó mỗi một lần sinh là một sự kiện độc lập và sinh là sinh một. Chúng ta không xét các trường hợp sinh đôi. Vậy trường hợp này xác suất để sinh một bị bệnh thì chúng ta làm ở phần A rồi, bằng 1/4. Xác suất để sinh bình thường là 3/4. Vậy bây giờ bài toán yêu cầu là 3 lần sinh thì sẽ có một bị bệnh và hai bình thường. Vậy chúng ta phải sử dụng quy tắc nhân, đó là kết quả thỏa mãn. Một đứa bị bệnh sẽ là 1/4, hai bình thường sẽ là 3/4 bình. Tuy nhiên ở trường hợp này bắt đầu chúng ta phải sử dụng phép hoán vị. Vậy phép hoán vị là gì? Thầy phân tích. Bài toán chỉ yêu cầu sinh trong 3 con thì có 1 con bị bệnh và 2 con bình thường. Như vậy nó sẽ có 3 khả năng xảy ra. Gia đình khả năng 1 đó là đứa thứ nhất và đứa thứ hai bình thường, đứa thứ ba bị bệnh. Khả năng thứ hai, đứa đầu và đứa thứ ba bình thường, đứa thứ hai bị bệnh. Thầy viết tắt bình thường và chữ bệnh. Khả năng thứ ba, đứa đầu bị bệnh và hai đứa sau bình thường. Như vậy chúng ta nhìn thấy ngay đó là phép hoán vị là phép thay đổi thứ tự xuất hiện của biến. Đứa bị bệnh đã xuất hiện ở 3 lần sinh khác nhau, thứ ba, thứ hai và thứ nhất. Nhưng 3 sự kiện này xuất hiện khác nhau nhưng vẫn thỏa mãn điều kiện đầu bài là cả 3 khả năng này đều thỏa mãn là sinh được 2 con bình thường và 1 con bị bệnh. Do đó sử dụng phép hoán vị, vậy có 3 khả năng chúng ta nhân thêm với 3. Vậy kết quả của bài toán này nó sẽ ra là 9, xin lỗi, kết quả bài toán này sẽ ra là 27/64. Khả năng thứ 5, bài toán trong đề thi đọc có thể hỏi vào. Vậy quy tắc của bài này, chúng ta thấy ngay bài toán yêu cầu sinh 3 con nhưng có ít nhất một bình thường. Vậy chúng ta sử dụng phần bù để trừ đi sẽ ra. Cụ thể bài này chúng ta chỉ cần thấy ngay khả năng ít nhất một bình thường, như vậy nó sẽ có những khả năng nào thỏa mãn. Một bình thường, hai bị bệnh cũng thỏa mãn. Hai bình thường, một bị bệnh cũng thỏa mãn. Và ba bình thường cũng thỏa mãn. Vậy chỉ có một trường hợp duy nhất không thỏa mãn là cả ba đứa này sinh ra đều bị bệnh. Vậy chúng ta cần tính xác suất để ba con bị bệnh sẽ là 1/4 mũ 3. Vậy còn lại là các khả năng để sinh ra được có ít nhất một đứa bình thường. Vậy chúng ta xác suất cần tìm sẽ là 1 trừ đi 1/4 mũ 3 và kết quả sẽ là 63/64. Như vậy qua bài toán này thầy minh họa cho các em về việc vận dụng phép cộng, phép nhân và phép hoán vị vào việc tính một tỷ lệ kiểu hình hoặc một nhóm kiểu hình ở trong di truyền phân ly mà đề thi đại học thường hay hỏi vào. Vậy thì bây giờ có một cách nữa, có một chú ý đó là, vậy thì ở trong toán phân ly chúng ta thấy ngay khi học các quy luật di truyền tổng hợp thì có thể một cặp tính trạng nằm trên nhiễm thể thường như bài ví dụ của thầy, nhưng cũng có trường hợp là một cặp tính trạng nằm trên nhiễm thể giới tính. Vậy phân biệt để tính xác suất kiểu hình như thế nào, chúng ta vào phần chú ý của mục 3 nhỏ. Bây giờ chúng ta sẽ vào phần chú ý. Phần này một số em sẽ hay bị nhầm hoặc tính sai về tỷ lệ xác suất một loại kiểu hình, nhưng bài toán có yêu cầu là tỷ lệ đó kèm theo giới tính. Đối với trường hợp là gen trên nhiễm thể thường thì chúng ta cần chú ý là khi tính xác suất của một loại kiểu hình có yêu cầu giới tính thì chúng ta phải nhớ đó là phải nhân với xác suất giới tính là 1/2. Nhưng trong một số đề thi, sự biến thiên của câu hỏi sẽ sử dụng đó là cũng một gen quy định một tính trạng nhưng gen nằm trên nhiễm thể giới tính. Vậy nếu gen nằm trên nhiễm thể giới tính thì tính xác suất của một loại kiểu hình có yêu cầu giới tính chúng ta sẽ không phải nhân với xác suất
giới tính 1/2 nữa. Ví dụ lúc này chúng ta thấy thầy minh họa cho bài tập 1 đó là tính trạng da bình thường và da bạch tạng là gen nằm trên nhiễm thể thường. Các em nhớ lại phần B đó là xác suất để sinh một con trai bình thường chúng ta phải nhân với cả xác suất giới tính của con trai là 1/2. Nhưng nếu ở ví dụ này M lớn quy định mắt bình thường, M nhỏ quy định mù màu. Vậy nếu bố mẹ có kiểu gen mẹ XM lớn XM nhỏ, bố XM lớn Y, chúng ta biết rằng bệnh mù màu là bệnh do gen lặn nằm trên nhiễm thể giới tính X không có vùng tương đồng trên Y gây nên. Vậy nếu trong trường hợp mà phép bài toán bố mẹ có kiểu gen như thế này thì bài toán hỏi xác suất để xuất hiện một con trai bị mù màu thì chúng ta thấy ngay đây là tính trạng nằm trên nhiễm thể giới tính, do đó chúng ta không cần nhân với cả xác suất giới tính 1/2 nữa, chỉ việc nhân của xác suất xuất hiện giao tử XM nhỏ là 1/2 và xác suất xuất hiện giao tử Y là 1/2. Kết quả bài toán thỏa mãn là xác suất để sinh một con trai mù màu trong trường hợp này là 1/4. Các em cần nhớ cái chú ý này, bởi vì trong bài thi sự biến thiên câu hỏi đôi khi các em sẽ bị nhầm giữa gen trên nhiễm thể thường và gen trên nhiễm thể giới tính. Ở di truyền học của phân ly Mendel còn có hai trường hợp mở rộng. Đôi khi trong đề thi những câu hỏi khó vào kiến thức của phần phân ly sẽ khai thác hai kiến thức này. Chúng ta sẽ sang phần thứ tư, các kiến thức mở rộng của di truyền phân ly. Như vậy ở kiến thức phân ly chúng ta vừa đi qua hai dạng toán cơ bản của di truyền phân ly mà đề thi đạo có thể khai thác. Tuy nhiên theo kinh nghiệm của thầy thấy còn hai mảng kiến thức nữa mà sử dụng kiến thức nâng cao ở trong di truyền phân ly, đôi khi đề thi đại học hỏi những câu hỏi khó các em cần chú ý. Chúng ta vào phần cuối của chuyên đề ngày hôm nay, đó là một số phần kiến thức mở rộng và nâng cao liên quan đến di truyền phân ly. Chúng ta thấy rằng là trong một số đề thi đại học để tìm đánh giá được kỹ năng của học sinh cũng như khả năng hiểu vấn đề của học sinh về mảng kiến thức của di truyền phân ly thì một số câu hỏi khó sẽ được khai thác trên tổng diện. Thầy lấy ví dụ dạng thứ nhất, đó là người ta yêu cầu các em xác định tỷ lệ kiểu hình thu được ở trong một nhóm phép lai. Vậy thì đôi khi một số bạn hiểu không chắc kiến thức sẽ bị sai hoặc tính nhầm tỷ lệ. Dạng 1, xác định tỷ lệ kiểu hình thu được. Trong một nhóm phép lai. Thầy lấy ví dụ như sau. Ở một loài thực vật, A lớn quy định thân cao trội hoàn toàn so với A nhỏ quy định thân thấp. Bây giờ cho 3 cặp P có kiểu gen như sau. Cặp thứ nhất, bố mẹ dị hợp tử A lớn A nhỏ, lai về A lớn A nhỏ. Cặp thứ hai, thầy ký hiệu là P2, sẽ là một cơ thể đồng hợp trội với một cơ thể đồng hợp lặn. Và cặp thứ ba, một cơ thể đồng hợp trội với một cơ thể dị hợp. Yêu cầu của bài toán này đó là hãy xác định tỷ lệ kiểu hình thu được chung cho 3 cặp phép lai. Nếu học sinh có kiến thức chắc của phần di truyền phân ly thì sẽ không bị nhầm ở dạng này. Tuy nhiên, một kiến thức cơ bản học sinh thường hay bị nhầm đó là chúng ta thấy ngay, nếu như ở trường hợp P1 thì bố mẹ dị hợp tử, các em vẫn có thể nhớ được tỷ lệ phân ly về kiểu gen và kiểu hình ở phép lai đời con ở cặp thứ nhất, đó là ra tỷ lệ 3A lớn gạch
một a nhỏ a nhỏ. Nếu chiếu theo tỷ lệ kiểu hình thì đây sẽ là tỷ lệ 3 cao, 1 thấp. Tuy nhiên, ở hai phép lai sau, một số học sinh các em nhớ lại đó là khi ở đậu Hà Lan hạt vàng lai với hạt xanh thì các em nhớ đó là tỷ lệ phép lai là 100% hạt vàng. Hầu hết học sinh tưởng ngầm đây sẽ là một tổ hợp hạt vàng. Như vậy các em ở trong trường hợp này thầy áp dụng vào bài ví dụ này thì các em một số sẽ bị bẫy và sẽ ngầm tưởng ở phép lai này sẽ là một cao. Phép lai này sẽ là một cao. Như vậy tổng của ba phép lai này một số bạn sẽ bị lừa và cộng tổng vào sẽ là 5 cao 1 thấp. Tuy nhiên các em nhớ lại đó là về tỷ lệ thì là 100% hạt vàng, nhưng nếu xét số tổ hợp tương đương của mỗi phép lai thì ở trường hợp này trong bài toán áp dụng của thầy thì tỷ lệ của nó phải là 4 cao và trường hợp này tỷ lệ của nó cũng phải là 4 cao. Vậy xét tổng kiểu hình chung cho cả ba cặp phép lai này thì kết quả đúng cần tìm tỷ lệ phải là 11 cao 1 thấp mới đúng. Vậy dạng này các em cần chú ý đó là tỷ lệ khác với số tổ hợp. Đôi khi trong trường hợp như P2 và P3 thì tỷ lệ là 100% kiểu hình đồng tính, nhưng số tổ hợp vẫn phải tương đương với P1, tức là 4 tổ hợp đều cho kiểu hình là cây cao. Đấy là dạng thứ nhất, học sinh đôi khi các em sẽ bị mắc lỗi trong bài thi. Dạng thứ hai, thầy sẽ hướng dẫn các em đó là cách phân biệt tính tỷ lệ xác suất của kiểu gen dị hợp tử A lớn A nhỏ trong hai trường hợp sẽ khác nhau. Dạng 2, cách tính tỷ lệ kiểu gen A lớn A nhỏ trong hai trường hợp. Đôi khi một số bài toán trong đề thi đại học hỏi cách tính tỷ lệ của kiểu gen dị hợp tử tương ứng với một loại kiểu hình đó, học sinh thường hay bỡ ngỡ và tính nhầm. Tuy nhiên do các em không đọc kỹ yêu cầu của bài toán, có hai chú ý các em cần chú ý như sau. Thứ nhất, qua ví dụ nếu P đều là dị hợp tử thì chúng ta nhớ lại tỷ lệ phân ly kiểu gen luôn luôn là 1 A lớn A lớn, 2 A lớn A nhỏ và 1 A nhỏ A nhỏ. Bây giờ chúng ta cùng xem, vậy thì khi tính xác suất của tỷ lệ kiểu gen A lớn A nhỏ trong hai trường hợp này khác nhau như thế nào? Thứ nhất, nếu đời con chưa biết kiểu hình thì xác suất của kiểu gen A lớn A nhỏ cần tìm sẽ bằng gì? Sẽ bằng tỷ lệ của kiểu gen đó trên tổng kiểu gen của F1, ví dụ của thầy, tức là sẽ bằng cả kiểu gen trội và cả kiểu hình trội và cả kiểu hình lặn. Và kết quả trong trường hợp này thì xác suất kiểu gen dị hợp tử sẽ chiếm 2/4, rút gọn đi còn là 1/2. Tuy nhiên nếu trong một số bài toán đời con đã biết kiểu hình là kiểu hình trội, ví dụ kiểu hình đó là kiểu hình A gạch rồi, cần tính xác suất tỷ lệ dị hợp tử trong số những kiểu hình trội thì lúc này xác suất kiểu gen A lớn A nhỏ cần tìm sẽ bằng là xác suất của kiểu gen, tỷ lệ kiểu gen đó trên xác suất của tỷ lệ kiểu gen trội, kiểu hình trội. Và lúc này ở bài toán này thì tỷ lệ dị hợp tử không phải bằng 1/2 mà sẽ bằng là 2 trên tổng là 3. Chúng ta nhớ lại trong tổng này nó chỉ chắc chắn có 3 trường hợp, 1 A lớn A lớn, 2 A lớn A nhỏ. Do đó tỷ lệ dị hợp tử trong trường hợp này biết chắc chắn là kiểu hình trội rồi sẽ bằng là 2/3. Bây giờ thầy sẽ minh họa một câu trong đề thi đại học để các em hiểu rõ hơn. Ví dụ 2, ở một loài thực vật A lớn quy định quả đỏ, A nhỏ quy định quả vàng. Bố mẹ xuất phát dị hợp tử A lớn A nhỏ và A lớn A nhỏ,
Bây giờ hai câu hỏi. Câu hỏi 1. Theo lý thuyết, tỷ lệ kiểu gen dị hợp thu được ở đời con là bao nhiêu? Nếu như câu hỏi này chúng ta thấy ngay là ở P dị hợp với dị hợp, theo lý thuyết tỷ lệ kiểu gen dị hợp tử thu được ở đời con. Như vậy kiểu hình chúng ta thấy ngay là đi vào trường hợp 1, đó là đời con chưa biết kiểu hình cụ thể. Vậy tính trên kiểu gen dị hợp tử này, xác suất phải tính cả đồng hợp trội, dị hợp và đồng hợp lặng. Vậy trường hợp này chúng ta nhớ lại thằng này sẽ ra là, vậy trường hợp này đáp số sẽ là bằng 1/2. Nhưng nếu cũng câu hỏi đó ở trong đề thi đại học, người ta hỏi câu hỏi số 2 lại như sau. Đó là tỷ lệ kiểu gen A lớn A nhỏ trong số các cây quả đỏ thu được ở F1 là bao nhiêu? Hoặc có thể hỏi tỷ lệ kiểu gen A lớn trong số các cây thu được quả đỏ F1 là bao nhiêu? Thì đối với hai trường hợp này chúng ta thấy ngay là kiểu hình đã bị loại bỏ hoàn toàn cái tính trạng lặng A nhỏ quy định quả vàng. Vậy nếu như hỏi tỷ lệ kiểu gen A lớn A nhỏ trong số các cây quả đỏ thu được theo lý thuyết thì sẽ bằng là 2/3. Chúng ta không, nếu chúng ta làm là 2/4 để rút gọn thành 1/2 thì sẽ sai. Hoặc trường hợp nếu yêu cầu tỷ lệ kiểu gen A lớn ở trong số những kiểu hình trội thôi thì sẽ kết quả phải là 1/3. Đấy là hai chú ý cơ bản trong di truyền phân ly của Mendel, cũng như ba dạng toán điển hình mà đề thi đại học cũng như các kỳ thi tổ chức thường hay khai thác vào. Các em cần chú ý nắm rõ bản chất của di truyền phân ly cũng như những ngoại lệ và các trường hợp đặc biệt và mở rộng chú ý để các em không bị nhầm lẫn trong việc tính bài tập vận dụng ở di truyền phân ly của Mendel. Chuyên đề này có 3 mảng kiến thức các em cần chú ý và xem lại.